Rõ ràng với sự phát triển nóng về bất động sản nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn thời gian vừa qua, chính là kẽ hở khiến nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Và nhiều chuyên gia cũng nhận định nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội tại địa phương. Khi giao dịch chuyển nhượng bất động sản ở Sóc Sơn ngày càng sôi động thì cũng là lúc xuất hiện các vụ tranh chấp, bào chiếm đất đai. Vì lợi ích, nhiều người vi phạm pháp luật, tình cảm hàng xóm láng giềng bị mất đi, tình hình an ninh trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng. Cái thì bọn chúng tôi cũng đã gọi là gửi đơn cũng như là báo cáo ra các cái cấp xã chính quyền để họ can thiệp vào. Can thiệp họ ra đấy thì họ cũng chỉ nhắc nhở, cũng coi như là lập biên bản, họ dừng lại các cái hoạt động đấy. Nhưng mà không hiểu tại sao thì hiện tại đến bây giờ là các cái công trình xây dựng vẫn ngang nhiên xây dựng trái phép. Họ vẫn xây luôn cả nhà bê tông kiên cố luôn trên cái nền đất tranh chấp. Giấy tờ nhà tôi vẫn đang đầy đủ đây mà họ vẫn cứ xây như thế là không thể có phép được. Chị mới làm đơn lên xã, lên công an xã huyện, công an huyện cũng khởi tố vụ án rồi. Nhưng nói là không khởi tố bị can vì chưa bắt được ai. Thế nhưng sau đấy mấy tuần thì nó chiếm luôn. Thế cứ lấy cớ là mất cái bản đồ số 35, không làm được. Trên đấy là do quản lý lòng lẻo, cái lâm trường Sóc Sơn là cái đơn vị nó quản lý rừng. Rừng thì vẫn nó cứ bán đi. Bây giờ xây dựng kia toàn xây dựng trên lớp lâm trường. Em cần ho em tí là họ đến ngay. Đúng không? Thế tại sao đấy lại không thế? Với nội dung đơn kiến nghị của gia đình nhà bà Hòa thì đến nay thì phòng tài nguyên môi trường thì về cái đơn xem xét giải quyết thì nó không có. Nhưng về cái thông tin thì phòng đã nắm bắt được những thông tin liên quan đến chỗ nhà bà Hòa ở khu vực xã Minh Phú. Thì đây là cái tranh chấp về giao dịch dân sự. Do buông lỏng quản lý, Hà Nội đã có nhiều bài học nhãn tiền về hàng loạt khu sinh thái, homestay, biệt thự bị thanh kiểm tra và phát hiện các sai phạm. Sự thực đấy nói lên là cái quản lý đất đai mà luật pháp đã trao cho cấp cơ sở hiện nay là rất yếu kém. Nói là yếu kém thì sự thực mà nói là đúng, tức là kết luận đấy là kết luận chắc chắn. Bởi vì có yếu kém thì mới để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Tôi không tin là yếu kém về chuyên môn. Thế nhưng chỉ có một cái điều là tại sao Ủy ban Nhân dân cấp xã phường lại không xử lý, mà trong khi luật pháp trao cho cái trách nhiệm cao nhất của Ủy ban Nhân dân cấp cơ sở là phát hiện các cái trường hợp mà vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn do mình quản lý. Và bài học nhãn tiền liên quan đến đất đối với trong vài năm gần đây, các bạn đều thấy chính quyền ở đâu đó sẽ bị thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay là gì đang cố ý làm trái. Tất cả những quy định, những điều khoản trong luật mang tính quét như vậy sẽ vơ hết tất cả vào để xử lý các bạn nếu khi có hậu quả xảy ra, và ý chí của các cấp lãnh đạo lúc đó đề nghị được xử lý thì các bạn sẽ là người đầu tiên lên đoạn đầu đài. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã từng ban hành chỉ thị số 13 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo địa phương. Nếu để mất rừng, sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Và mới đây nhất, nhằm tránh rủi ro và giảm những tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành văn bản về việc kiểm tra thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Thưa quý vị, thời gian vừa qua tại một số xã như Minh Trí, Minh Phú thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã nổi lên như một thiên đường nghỉ dưỡng khu vực ven đô. Hàng loạt các homestay, resort được dựng kiên cố tại các địa điểm ven sườn đồi, sát mép hồ có dấu hiệu không phép, sai phép, gây bức xúc trong nhân dân. Lá phổi xanh của thủ đô thì đang từng ngày bị bóp nghẹt. Và còn nhớ vài năm trước, Sóc Sơn cũng là địa bàn nóng khi mà cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt công trình vi phạm xây dựng trên đất rừng. Và dân huyện cũng đã thành lập cái tổ công tác, đặc biệt là do lãnh đạo ủy ban dân huyện làm tổ trưởng, và các phòng ban liên quan như tài nguyên môi trường, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung vào cuộc làm xử lý triệt để những cái vi phạm phát sinh trong năm 2022 cũng như là các vi phạm còn tồn động từ năm 2022 trở về trước. Và đây là những hình ảnh phóng viên kênh VTC14 ghi nhận tại hiện trường cách đây không lâu.
người ta vẫn xây đấy, đi từ ngoài vào người ta vẫn xây, nó phải mất lệ phí. Mình cứ thò vào làm ấy, nó sẽ vào đủ ngay. Sở ban ngành nó sẽ vào hết, nên nó mới bật giấy của mình ra nó xem. Cái này xã nó cũng quản lý một ít thôi, lâm trường, thanh tra xây dựng huyện. Rất nhiều các cái công trình xây dựng trái phép, nó làm thay đổi cái kết cấu của rừng. Ở đây thì rất là nhiều hôm xây, họ xây dựng rất nhiều. Cuối tuần là dân thành phố nó kéo qua đây rất là đông. Họ ăn uống tụ tập rồi hát hò, nó cũng gây mất cái trật tự của cái xã. Khi làm việc với huyện, vị phó phòng tài nguyên môi trường cho rằng không có vùng cấm và không có công trình mới nào vi phạm trật tự xây dựng. Khu vực cầu Đồng Đỏ thì hiện nay thì ban dân huyện cũng đã có thành lập các tổ công tác và đang tập trung xử lý dứt điểm là 6 công trình vi phạm, đang xử lý dứt điểm rồi. Đến nay đã xử lý xong dứt điểm là 6 công trình vi phạm và kế hoạch ra quân đã xử lý xong dứt điểm trên tinh thần là không có vùng cấm. Không biết những công trình này có phải là công trình vi phạm trật tự xây dựng hay không? Chỉ biết rằng tại đây, những công trình như thế này đang mọc lên như nấm sau mưa. Và cứ như vậy, màu xanh của núi, của rừng đang từng ngày bị thay thế bởi những gam màu của bê tông, sắt thép. Thiệt hại nhãn tiền là môi trường rừng ngày càng xuống cấp, các nguồn lực hỗ trợ để phát triển bảo vệ rừng trước đây của nhà nước bị lãng phí và không phát huy được hiệu quả. Thưa quý vị, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết trong đêm qua và sáng ngày 25 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã mạnh lên, thì tại Lào Cai đã xuất hiện mưa, mưa rào trên diện rộng, nhiều nơi có mưa to. Theo chuỗi số liệu quan trắc đã ghi nhận, được tính từ năm 1957 cho đến nay, thì rất hiếm xuất hiện mưa lớn vào khoảng thời gian cuối tháng 11 này. Cụ thể, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai 56,6mm, xã Cốc Ly, Bắc Hà 66mm, xã Bản Hồ, xã Tả Van và trung tâm thị xã Sapa, lượng mưa gần 70mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc đã ghi nhận được tính từ năm 1957 đến nay, hiện tượng này rất hiếm gặp trong đầu tiết tiểu tuyết hàng năm. Đây là sự dị thường của thời tiết Lào Cai trong nửa đầu mùa đông năm 2022-2023. Dự báo đêm 25 tháng 11, không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng với cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Người dân cần đề phòng gió giật mạnh, sét đánh khi có trời mưa dông. Khu vực vùng núi cảnh giác với mưa lớn sinh lũ quét đột ngột trên các khe lạch nhỏ, sạt lở đất đá ở nơi có địa hình dốc. Chúng ta đã biết thì trong 2 ngày 24 và ngày 25, do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp thêm cái gió đông, khu vực Bắc Bộ đã có cái mưa và mưa nhỏ và làm cho cái nhiệt độ giảm thấp và chúng ta đã cảm thấy cái lạnh của cái mùa đông. Và trong 2 ngày cuối tuần chúng tôi nhận định là cái không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu và gió đông không còn tác động mạnh nữa. Nên là khu vực Bắc Bộ sẽ mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa đưa ra cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trong đầu tháng 12 khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, gây thời tiết xấu. Ngoài ra, nhiều khả năng khu vực phía Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Tôi cũng nhận định là cái khu vực Bắc và giữa Biển Đông là những cái vùng mà chịu tác động mạnh của không khí lạnh, thì cường độ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 7 và giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Và ngoài ra chúng tôi cũng cảnh báo là do cái tác động của cái đợt không khí lạnh này kết hợp thêm với cái gió Đông, thì những cái ngày đầu tháng 12 ấy, thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một cái đợt mưa lớn trên diện rộng. Ngoài cái không khí lạnh, cái mưa lớn ở Trung Bộ thì chúng tôi cũng nhận định là khoảng những ngày đầu của tháng 12 ở khu vực phía Nam của Biển Đông khả năng xuất hiện cái vùng xoáy thuận nhiệt đới và có cái xác suất mà mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì đang nhận định là khoảng từ 65-70%. Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai có khả năng xảy ra trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh miền núi Bắc Bộ ra soát, sẵn sàng phương án ứng phó với rét đậm, rét hại trên diện rộng.